Khi đi đâu chúng ta chỉ việc cầm một cái sổ tay thông minh như thế này đi, rất là gọn nhưng mà rất là sang, tinh tế. Tất cả cái cần thiết đều có trong cái ví cầm tay này. Mẫu bao da dạng ví cầm tay như thế này, mình vừa để được điện thoại, mình vừa để được tiền. Một ngăn là mình để điện thoại vào như thế này, ngăn còn lại mình đựng tiền, đựng những giấy tờ, đựng những thẻ, thẻ ATM, căn cước công dân v.v. ở đây. Và chỗ đây mình đựng được cái bút nữa, chỗ đây mình vẫn đựng được tiền nữa. Cầm sẽ rất là lịch lãm, rất là gọn. Khi ra đường mình chỉ cần cầm một cái giống như một cái sổ tay mà trong đó có thiết bị thông minh nữa, những vật dụng cần thiết nhất để chúng ta đi công việc và hoạt động hàng ngày, đó chính là điện thoại ly thông minh là bắt buộc phải có rồi, một cái bút viết ký và những giấy tờ như là căn cước công dân hay là những thẻ ATM và tiền. Đó là những cái không thể thiếu khi chúng ta ra đường, giống như một cuốn sổ tay mà gọi là sổ tay thông minh, bởi vì gồm có chiếc điện thoại smartphone mà chúng ta bắt buộc phải có trong xã hội ngày nay. Hiện nay khi đi đâu chúng ta chỉ việc cầm một cái sổ tay thông minh như thế này đi. Tại sao gọi là sổ tay thông minh? Bởi vì nó có thiết bị thông minh, có những giấy tờ cần thiết và tiền và bút viết ký. Thì mình cầm như thế này, mình chỉ cần cầm một cái ví cầm tay với những cái vật dụng cần thiết nhất để mình sử dụng hàng ngày như thế này là mình ra đường vi vu. Rất là gọn nhưng mà rất là sang, tinh tế. Tất cả cái cần thiết đều có trong cái ví cầm tay này. Ví cầm tay này thì Kỳ Lan sẽ thực hiện bằng da bê hoặc là da cá, tùy vào cái điện thoại của chúng ta là phần lưng da gì thì Kỳ Lan sẽ thực hiện cái ví này là da đó. Còn nếu như chúng ta dùng những chiếc điện thoại thông minh hiệu khác không phải là Vertu thì mình vẫn bỏ điện thoại như là iPhone bỏ vào vẫn được, thì mình sử dụng da bê hay là da cá đều được, bởi vì những dòng điện thoại Samsung hay là iPhone sẽ không phần lưng da, thì mình sẽ dùng da gì mà mình thích. Ở logo này là logo Vương Miện. Logo Vương Miện này là bằng vàng nguyên khối AU750 chủng hội ngoại và 3 viên kim cương hộp sọ thiên nhiên tuyển chọn ở đây. Logo Vương Miện là biểu trưng của sự cao quý sang trọng mà chúng ta ai trong chúng ta cũng hướng đến. Vì vậy logo này sẽ phù hợp đến với tất cả mọi người. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.